Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình đang đi thăm gia đình người nhà ở Tân Yên, Bắc Giang. Đây là ở trên đỉnh tầng, nhìn xuống cái khu vườn nhà ông ở phía đằng trước. Đây, khu vườn nhà ông thì rất là rộng, hơn 5 mẫu. Thế và có rất nhiều loại cây. Ông rồng thì cây chủ yếu là cây bưởi. Đây là vườn bưởi này, vườn bưởi này. Và mãi ngoài đằng kia này. Đấy, ở bên kia thì là vườn nhãn này. Đấy, và trong đó thì ông có đan xen xen canh rất là nhiều loại cây ngắn ngày cũng như một số loại cây ăn quả khác. Ở phía này thì có một cái vườn chanh đấy nhá. Đấy, ở bên này thì là ông có xây cái khu để thờ cha mẹ tưởng nhớ cái công lao đã có công lên đây khai hoang lập nghiệp trên này. Lát nữa thì các bạn sẽ cùng tôi đi tham quan tất cả cái khu vườn nhà ông nhé. Đây là một trong những cựu lão làng gọi là trong cái ngành rồng bưởi ở khu vực này, bưởi diễn. Đây là vườn đằng trước. Và đây là cái khu vườn ở đằng sau này, cũng khá là nhiều bưởi, khoảng 200 cây bưởi ở đằng sau. Thế và mít, rất là nhiều mít và vải. Đây, mít ở bên đằng này. Và sâu vào đằng trong này vẫn là bưởi và mít. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này. Mít ta, mít siêu và vải sớm. Đó. Rất là nhiều nhé. Các bạn sẽ cùng tôi đi khám phá ngay bây giờ đây. Trong cái bông này là quả này là già cái nó tắt hoa nó đậu luôn. Tắt hoa đậu. Đấy. Đây là lớp sau đấy ạ. Đấy, đây là lớp 3, trà hoa 3 đây. Trà hoa 4 đây. Còn quả đây phải cắt tỉa đây này. Bỏ này quả đi để ghép này. Đây này. Sai mà không? Ghép thì có nghĩa là mình để một cái quả, để một quả lại thôi không? Để một quả đây thôi, lấy cuống ghép. Sai mà. Đây đây, trong lạnh thế này đây. Lớp trước ra lớp sau. Luôn của chú nó vào nó ra lớp nào nó cũng đậu. Đây đây. Nhiều lớp. Đấy vùng lớp luôn đấy. Đây. Đây là vườn dùng máy sới. Dùng máy sới để sới cỏ cũng như là làm tơi xốp đất các bạn. Vườn bưởi này thì khoảng hơn 10 năm. Trên vườn này có rất nhiều loại cây. Đây là cây hồng. Đây là giống hồng gì ông nhỉ? Đây hồng nhân hậu, nhưng mà thế này này, cái hồng nó năng suất như này này. Cái để ý này, nó hoa bưởi nó còn có cái ngược cái xuôi, nhưng ra hoa hồng này nó ra cái sau nó toàn bộ nó gù xuống thế này, nó rút xuống không bao giờ bị nước mưa vào nên nó tỷ lệ nó đậu cao. Nó ra nó gù hoa xuống này. 70 cây còn giữ lại 2 cây đầu dòng. Đây này, lớp cũng luôn đấy. Đây quả đậu. Lúc này là đang bắt đầu đậu quả. Đây, đậu kìa. Vừa chanh chanh tứ quý giờ cũng đang có hoa không nhỉ? Đây là nhãn nó cháu làm mà phải thế làm. Nếu mà bắt nó ra lụ này các cháu phải cấu cái này đi thì quả trong nó đậu nhiều, nhưng chúng bận không chúng làm. Đây này. Và các cháu dùng nhãn các cháu phải làm này này. Khi nó ra này là các cháu phải cấu này. Tức là lấy kìm bấm đây cháu nhìn thấy chú bấm rồi đây. Thì nó sẽ đậu. Nếu các cháu không bấm thì sao cái này gần như nó biến thành hoa được hết. Nhau chú nhìn thấy chú bấm quả chú chỉnh chủ chú bấm đấy nó lên làm nhãn cháu không theo đâu. Đấy. Đây là kỹ thuật làm nhãn. Nhãn đấy, nhãn này là nhãn nhãn miền thiết, nhãn miền thiết ông. Còn nhãn siêu ngoạn rồi đây, cây này lở rồi đây. Đấy miền thiết. Đây phải bấm này nhá, bắt đầu nó ra này là các cháu phải bấm thì nó được tỷ lệ nó đậu cao. Nó và kỹ thuật của cây nhãn phải bấm đây, nhãn siêu ngoạn rồi đây miền thiết. Là siêu hoạt nó là mận nhãn muộn. Đây nhãn miền thiết. Đây là vải sớm. Sớm này là già hoa. Đó, kia đến nó ra hoa cái rồi kìa. Cái kia là ra hoa cái. Đây này cháu chú nói luôn thế này này, đây này, cái cành này là nó ra hoa cái nhiều. Hoa cái ạ, cành đấy là ra hoa cái nhiều ạ. Đây đây đây, đây là hoa đực nha. Hoa cái nó có hai cái tôm, hai cái tít. Còn đây này nó có dâu đây. Vâng. Thế ông làm cái này để làm gì đấy? Bắt cá để lọc cá. À đúng rồi. Phân loại. Ao nhà ông rất là rộng. Đây là cái mua cảnh đúng không? Mua cảnh. Vâng.
hoa lở rất là lâu, từ trong Tết đã thấy lở rồi ông nhỉ? Lở quanh năm nhá. À, quanh năm, loại này là lở quanh năm ạ. Quay lụ cả quanh năm. Rất là nữa là mở cửa là hàng nông sản lại đắt lên trông thấy. Đây dưới này là ao rau muống đấy. Người ăn, lợn ăn, nói chung là mọi thứ ăn.
Bên này là nhãn vẫn là nhãn Minh Thiết không? Chỉ có bên kia là nhãn muộn thôi này. Siêu ngọt mà còn bên này là nhãn Minh Thiết. Ao này là diện tích bao nhiêu mét vuông không nhỉ? Hơn 8 sào mặt nước ạ. À, rất là rộng. Từ bên kia sang bên này. À. Cá rô phi trung bình trọng lượng 1 cân 7. Vâng. Bởi trong cái lúc giai đoạn như thế này thì mình quan tâm đến cái vấn đề gì ông nhỉ? Bây giờ cái bưởi trong lúc này là mình làm sao cố gắng để không hạn chế đến mức ấy thôi, chứ còn chiều phun thuốc thì nó có đạt rồi. Đây này nó vào làm sao trong vườn này nó không có mỗi con dẻ xanh thì dùng này không thấy con dẻ xanh bay này được. Dẻ xanh mình cứ phun cái kia thôi để cho nhìn thấy có con dẻ xanh, nếu cháu mà phun thấy có con muỗi xanh nó bay đây là hoa rụng nhiều hơn, tức là tỷ lệ quả đậu ít hơn. Con muỗi xanh ấy dày tối không có sao không ngày này nó cháu dùng ở trong vườn, nếu các cháu không ấy là phun thuốc không chuẩn nó vẫn có bay đấy, vẫn thỉnh thoảng có đôi con bay này. Đấy, đôi con thôi nhưng mà chú nó ít, mình phun thuốc nó đúng dòng, đúng dòng nó thuốc nó bàn tỉnh nắng các cháu nhìn thấy được rồi. Đấy. Đấy đấy đây này cháu nhìn đi, nó bay bay thì nào mình không có con bay. Nếu vườn các cháu ấy không ấy phun là nó thì nó bay nhiều hơn. Cái con muỗi của mình nó gọi là con dẻ xanh nhưng thực ra nó là con muỗi xanh. Còn nó chích hút, con muỗi xanh thì nó chích hút quả lon. Ừ, và hoa. Ừ. Nên mình phun mình phòng được cái con đấy thì nó tăng tỷ lệ đậu quả. Vào cái đầu nhị này nữa. Vâng. Khi mà cái con muỗi xanh nó bậu vào đây nó đốt, nó chích hút cái đầu nhị này. Đây, ừ, đúng không? Là nó sẽ giảm cái tỷ lệ đậu quả. Cái này ví dụ cái này nó sẽ chích vào khi bắt đầu lở cái này nó chích này ta. Bắt đầu nó lở cái này ra, bắt đầu nó lở hơi xòe ra này nó chích này, chứ không phải nó lở này mới chích đâu. Khi này, nào bắt đầu lũ bắt đầu hơi lở thì bắt đầu lở này nó chích. Còn như cái hoa này là đậu 100% này, nó xòe ra nó đậu luôn cái nhụy này nó đậu này. Đấy, trông nó tươi nó khỏe này. Mình làm sao dưỡng hoa cho nó khỏe. Nó đậu. Đây là mới đậu. Đấy, đang đậu. Cái đấy lớp đấy là ra nhiều, đậu đúng nhiều. Đậu nhiều. Nhưng mà nó bao giờ nó bằng cái chén nó mới thuận lộ thiên nhiều. Giờ thì không chưa. Giờ nó còn đang khuất lá. Bên này là vườn này là vườn bưởi này là 18 năm rồi đây. Đây. 18 năm. Nó phát tán nó cứ rủ ra này thì nó đã lắm. Bên này trà hoa đầu này. Quả rủ hết xuống. Bên này còn một cái ao nhỏ nhỏ nữa. Đây ao cá giống. À bên này chuyên thả cá giống. Gọi là cá gối. Đây là ông mới ươm cái cây mua cảnh này. Quanh năm hoa lở quanh năm. Bầu. Đây là mít Thái. Đây là cây mít Thái. Trồng năm 2022 đấy. 2012. Ra quanh năm, ra liên tục. À cái giống này là ra quanh năm ạ. Ừ, đây đây, cháu nhìn. Và... là liên tục. Đấy. To nha, sắp ăn được rồi nhá. À. Đúng không? Thế thằng kia đang ra nhá. Đang ra. Này. Lớp này đang ra tiếp. Và... liên khúc. Đây quả mít. Liên khúc. Này, cái cây này thì lại hơn trước 2 năm. Cái này đây, cũng meo đầy đây. Ừ, không, nó quả to rồi. À, cái này trồng trước 1 năm này. Nó độc lập ở chỗ này. Còn này, cây kia trồng xong 1 năm. Nên là mình bẫm vào không? Bẫm để cho nó ra quả. À, những cái vết này là những cái vết bẫm mà. Để cho nó ra quả. Cây này cây mít ta. Đây cây dưới này là xong 1 năm, cây dưới này. Bẫm vào như thế này để cho nó ra quả này. Nhanh ra quả. Đấy, đây này. Bởi diễn nó thế. Bởi diễn lên những lớp này ra trước. Này nó trước. Ra trước cái đậu quả đây đây. Đây ăn quả nó bóng. Đây cháu nhìn này. Đúng không? Quả rất là bóng. Đây đây. Nhân cho nên là bưởi diễn không bao bỏ được cháu.
cái năng suất của bưởi diễn lắm. Đây cháu nhìn thực tế này, đây nhá. Đây, chùm bưởi diễn đó, 4 quả. Ra lớp tiếp đây. Đấy, lớp nữa. Đúng không? Đấy, rất sai chứ, nhưng có cái nó giờ nó chưa lộ. Cháu thấy nay mai nó phải bằng này nó mới lộ. Ừ. Đây nó bằng... còn là chùm hoa nữa đây. Ừ. Chùm hoa này. Đấy là hoa đậu đấy. Đây là cháu bảo thế này nay mai nó lộ, nó đấy đúng không? Sau này quả to nó mới lộ quả. Ừ. Đây này, cháu nhìn cây nào cũng thế chứ. Ừ. Bảo nên lấy một cây đầm điểm thôi. Chăm nhé, cho nên bán là 73. Đây là cây gì đấy ông ơi? Đây này chú làm hương. Hương ạ? Ừ, làm hương xạ. À thế ạ. Hương này thơm lắm, Hà Nội chú làm cho Hà Nội. Cây này nó gọi là cây... Cây hương bài. Hương bà. Hương bài. Hương bài ạ. Đấy, đây chú đào. Hương bài chú làm thơm lắm. Ừ. Chú làm thường thường Tết Hà Nội người ta đặt. Thì dân đây thì có chim trang xuống ngoại thôi chứ còn đang mang xuống ngoại thôi. À. Đây là cây chay đang ra hoa. Vườn nhà ông rất là rộng. Lấy hàng bắc bó về. À, đây là cây lan phi điệp ông lấy ở hàng bắc bó về. Đây là miếng đồi gen. À đây. Đấy. Cành nó lên rất là dài. Cái này chuẩn bị ra hoa đấy. Tháng tư này là ra hoa. Rồng mấy năm rồi ông nhỉ? Rồng tháng 10 năm kia. Ông mới ông kia là chuẩn bị 25 mà. Đấy, tháng 4 này là ra hoa. Đấy, nó phải thay lá thì nó mới ra hoa được. Vâng. Đây là cây mẫu đơn. Hoa đi. Cái này phải bưởi diễn đúng không? Bưởi diễn ấy, trước kia nó là bưởi ấy, xong xung ghét làm. À, bưởi diễn nó quả ấy, cảm giác nó chung chung quá nhỉ. Hả? Bưởi diễn ấy. Ngày xưa nó là cái bưởi thường người ta xong chứ chú trồng đấy để cố tình để cho nó nhanh để chú ghét mà. Cái này sai quả này. Chả biết cái trí nó trồng. Đây là cái cây hoa gì đấy? Cái gì? Cái bồng á. Cái giống này mà. À. Đấy. Phải đây hồng nhân hậu loại đây. Đây là ươm giống hồng nhân hậu. Đấy nhân trội đèn mới đang mọc hai cây nó phải rằng nó mới thế linh nó mới lên hai cây đây. Đấy phải làm rọ này mới lên được mới chuyển được này. Chuyển đi khắp nơi rồi này. Đấy. Đây đang mà bây giờ bắt đầu đội đây này. Đấy. Chứ không phải là mình cứ làm ồ ào được đâu, phải đan lên rọ như này bắt đầu. Một là mình để chuột nó không chui vào đây nó cắn, sau khi lên cây nó không chui đây. Cho tôi bóng được à? Không cho tôi bóng nó mà nó ọ bẹp đi. Sao nhà ông ấy rất nhiều loại cá. Riêng cá rô phi đã khoảng 1,5 cân đến 1,7 cân một con này các bạn. Cháu cứ tính lấy 600 con. 600 con chỉ lấy cân tư thôi. Đã bảo ta hơn 8 tạ. Hơn 8 tạ mà nhân với giá 35. Hai mấy triệu. Đây là ông đang cắt giống bưởi cho khách đặt. Vừa rồi thì khách có đặt ông hơn 100 cây. Hiện nay thì đã chiết và đã được cắt rồi. Và hôm nay thì anh khách đi xuống anh ấy lấy về để tiến hành trồng. Thời tiết đang rất là đẹp. Cái bưởi chiết này nó có nhiều ưu điểm hơn bưởi ghép không nhỉ? Nó nhanh ra quả. Nhanh ra quả nó mà đúng dòng. Đúng dòng hơn, thuần chủng, không cây mẹ. Cái thứ ba nữa là dễ lo ăn lổi hơn là bưởi ghép. Nó không bị lai. Không sợ bị lai.